Ok, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm mấy clip này vlog về cái nhà mới của mình nha các bạn. Thì hiện tại mình đang đứng ở trước nhà. Đó, cho mọi người xem nào. Đây, hôm nay mình sẽ quay cái vlog này giới thiệu nhà mới cho mình cho tất cả các bạn cùng xem nha. Nói chung là nhà chưa xong nhưng mà mình quay sơ sơ trước cho các bạn xem. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem từng căn phòng với cả cái nhà mình như thế nào. Hiện tại thì nó chưa xong, nó mới chỉ có sơ sơ vậy thôi. Được từ nào mình quay đó, sau khi nào mà mình làm xong hết là mình sẽ quay lại hết tất cả các bạn thôi ạ, xem sau nha. Và thì mình cùng đi vô xem bên trong có gì nhá. Đi. Không lên được à? Không lên được. Thôi. Chưa? Đây là phòng khách cho mình và cái đó. Phòng khách nha các bạn. Bên này sẽ là phòng phòng gì vậy? Khách luôn. Khách luôn á? Khách lắm thế. Anh Mai, chờ em coi. Đây là anh làm thầu căn nhà mình nha các bạn. Bên này sẽ là cầu thang đi lên, mình có hai lầu nha các bạn. Đây là cái phòng ngủ. Là phòng bên dưới nha các bạn. Các bạn thấy rộng không? Đi, tiếp theo vào phòng tiếp theo. Giờ bác nói chung là không gian để mình có thể không có thể đi ra ngoài. Ở ngoài đó, đang ngồi phòng chơi. Đây là phòng ngủ tiếp theo nha. Bên này. Thế người ăn uống bên này. Rồi, thế thôi. Bên trong này có một cái phòng nữa. Thôi mình quần áo này kia gì đó. Tối thui à. Chưa làm xong, hiện tại vẫn đang xây dựng. Đây, trong này có một cái phòng tối thui à. Có điện đâu mà tìm vô. Phòng vô trong này sẽ là toilet. Nhưng mà phòng tắm. Đây, toilet bên này. Cảm ơn. Thấy không? Thấy rõ không vậy? Có. Đi. Đấy, thì ở bên dưới nhà mình chỉ vậy thôi. Hai một phòng khách bên đó, ở tất cả chỗ này, hai phòng ngủ, hai phòng bếp, đây là toilet. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn tầng 2. Anh Mạnh lên khách chơi không mày? Lên được không? Nó đang xây. Hôm qua em thấy là xây bạc rồi mà. Được rồi, vừa xong rồi, nó giờ gọt ra tất cả. Anh ở đây chơi không? Anh đang dừng cái lâm này đó. Thì cái cầu thang ở bên trên là hôm qua mới xây xong, hôm nay mình mới quay được. Hôm trước là không có cầu thang đây, mình quay được. Ui. Đây, đi qua bên này trước đi. Đây là sẽ là cái phòng thờ. Đây sẽ là phòng thờ nha các bạn. Đó. Ui trông. Đây đứng này nhìn xuống. Đó. Đây bên ngoài kia là đường. Đó,
tiếp tục làm một cái khoảng trống nữa. Đó là cửa sổ nha các bạn. Nhiều quá ha. Vẫn còn đang xây dựng, đang chát chít ngoài này. Các bạn thấy nhà mình dài không? Nhà thẳng lòng luôn ha. Dài 21 mét đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết cái phòng làm việc của mình nha. Mình có kiểu như là chọn sẵn phòng rồi đấy. Thiết kế để làm sẵn phòng này. Sau cái này sẽ làm một căn phòng nữa các bạn. Cái này mình sẽ phòng này chưa xây, mình có tủ nhiều thôi. Còn đây cái này, đây sau này là căn phòng mà mình làm việc nè. Phòng mình sẽ làm việc đây, máy tính mình sẽ đặt bên này. Và sau này, và đằng sau này mình sẽ cúp tường này, mai sau mình sẽ làm chỗ để treo lúc vàng, treo hết bên này đó. Còn máy tính thì mình đang tính tầm cỡ 3 bộ, hiện tại có 22 bộ máy tính rồi, nhưng mà sắp sau này mình sẽ gắn thêm một bộ nữa để mình thu hát của vợ mình kịp nhé. Mình sẽ làm thêm bộ nữa, nhưng mình có lẽ sẽ để ở trong này. Còn hai bộ máy tính sẽ ở đây. Đây cái phòng này cũng thôi là phòng làm việc của mình. Đó, tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu các bạn tiếp thêm. Ở trên này mình có làm thêm 2 phòng nữa. Đây là phòng này. Nó thì quá. Đây một phòng này nữa, chưa chát. Chưa chát chưa chít gì hết trơn. Đây cũng có một phòng nữa này các bạn. Đây một phòng nữa. Một phòng nữa đây. Còn cái khu vực này thì sau này mình sẽ làm một cái gì đấy, trồng hoa, trồng lan gì đấy, mình sẽ ở đây. Khu vực này nó có được trống không? Mình sẽ làm một cái hàng rào ở đây. Đó, hội vô, khu vực này. Hú à? Thất hồn. Đó, thì khu vực này là khu vực kiểu như là sân chơi của mình ấy các bạn. Để làm việc sau đó xong. Thế nào mình kiểu như là bị stress quá, mình sẽ chạy ở đây xong mình sẽ làm cái hồ ở đây nuôi cá. Rồi tiếp theo đây sẽ là cái đường vào đi vào cái toilet ở phòng cái đầu 2 nha các bạn. Phòng chưa xây gì hết trơn á, chưa xây. Đây cái toilet nó sẽ kéo ngang từ bức tường, nó kéo đến đây đi vô. Nói chung là toilet sẽ nằm chỗ này. Còn đây sẽ là một cái phòng nữa, mình sẽ xây sau này từ từ. Giữa cái phòng hết mình sẽ, cái này sẽ phòng là xây tầng 10 thôi. Mình tính mai sau cái phòng này sẽ là cái phòng mình để thu âm cover nghỉ ở đây. Và ý là mình tính như vậy, nhưng mà bây giờ mình sẽ nói thôi chứ chưa có biết chắc được điều gì. Rồi thì có như vậy là bên dưới xong rồi các bạn, lầu 1, lầu 2 xong rồi. Bây giờ còn cái trên nóc nữa thôi. Có lên không? Lên luôn nha. Bây giờ mình sẽ lên trên nóc cho các bạn xem trên nóc của mình nhé. Thì là cái máy nhà đó các bạn. Đi. Đi được anh, đi được. Đi mi mi. Đi được. Lên. Nó đừng đi, đừng nó ở trong điện thoại. Cái này là hôm qua mới làm, hôm nay mới quay được nè. Hôm qua rồi, không làm hôm nay mới đi lên đây được. Vô. Đây, trên này đây. Xem cái vùng quanh xem. Wow. Trên này thì là cao quá đi. Đấy, thế này thôi. Đưa camera cho anh quay. Đây. Đây chính là trên mái nha các bạn. Đó, đang xây đổ chát.
Mai cưới coi. Trên mái này thì mai sau mình sẽ làm một cái sân ở đây nữa các bạn. Đây, nó xuống rồi. Cầu thang ở bên đó, đi lên đây. Xong rồi đi ra đây, chỗ này có một cánh cửa nữa, trên này sẽ có một cái sân ở trên này nữa. Đây, sân trên này nó như thế này. Chính xác là như thế này luôn. Ui, trên này rộng lắm. Có nghĩa là mái mình làm bên đấy thôi, còn bên này sẽ là một cái sân chơi nữa. Trời mưa mất teo rồi. Đây các bạn thấy dạo cao không? Cao gất ngây cả tay luôn á. Quanh đây mọi người không có thích xây nhà lầu, họ toàn xây nhà cấp 4 thôi. Đây, quanh này nhảy với thế hôm bữa làm thêm 5 lầu nữa thì mình quay clip cho nó dài. Mình có 2 lầu được, có chút xíu là hết rồi. Biết thế mình xây cái nhà 10 tầng cái. Sau rồi mình quay clip từ sáng đến tối không biết cái nhà giờ thì cái đá mới đi đứng không các bạn. Ủa. Hú hồn, mình cứ tưởng nãy giờ nằm mơ chứ ai ngờ thật các bạn ạ. Đây này, nhà mình bên đây nè. Trời ơi, thế mình nằm mơ, cuối cùng thì mình cũng xây được cái nhà là tiền đá quá đi. Nhà hàng xóm ông nội, nhà ông đây nè.